Tính cách hướng nội, nhưng cô gái vẫn kiếm được 47 tỷ trên năm nhờ phát huy 3 điểm, mặc đồ sáng màu vừa gây sự chú ý, vừa giả hướng ngoại khi cần thiết. Tôi là bằng chứng cho thấy bạn không cần phải là người hướng ngoại để thành công. Và đây là ba điều tôi luôn làm để trông và cảm thấy tự tin hơn. Tác giả của bài viết là Selena Su, một chuyên gia quảng cáo và tiếp thị cho các doanh nhân và những người có ảnh hưởng. Cô đã làm việc với hơn 4.000 khách hàng. Mọi người thường khá là ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng tôi là người hướng nội, đặc biệt là khi công việc của tôi liên quan nhiều đến các hoạt động xã hội và xây dựng mối quan hệ. Có rất nhiều quan niệm sai lầm về người hướng nội, chúng tôi nhút nhát, chúng tôi không thích giao tiếp xã hội, chúng tôi không giỏi chấp nhận rủi ro, nhưng đó không phải là tất cả. Tôi đã xây dựng nên một doanh nghiệp quảng cáo tạo ra hơn 2 triệu USD doanh thu trong năm qua. Tôi là bằng chứng cho thấy bạn không cần phải là người hướng ngoại để thành công. Và đây là ba điều tôi luôn làm để trông và cảm thấy tự tin hơn. Một, tôi tập trung vào điểm mạnh của mình. Người hướng nội có thể rất hay tự phê phán bản thân, nhưng thay vì tập trung vào những gì còn thiếu, tôi tìm thấy sự tự tin thông qua những điểm mạnh của mình. Tôi thích thực hiện các bài đánh giá tính cách như bài kiểm tra Myers-Briggs để giúp tôi hiểu rõ hơn về nơi mà mình tỏa sáng. Kết quả Myers-Briggs của tôi là Tây Chi, hướng nội, trực giác, cảm giác, đánh giá. Tôi biết được rằng sức mạnh của nhóm Tây Chi nằm ở việc thúc đẩy các nguyên nhân và những người mà họ tin tưởng. Đối với tôi, điều này có nghĩa là giúp đỡ những người khác đạt được mục tiêu của họ bằng cách đưa họ lại với nhau thông qua các sự kiện di chít hay các sự kiện kết nối. Khi tôi cảm thấy không tự tin, tôi sẽ mở thư mục khen ngợi mà tôi đã tạo trên iPhone của mình. Ở đó, tôi lưu ảnh chụp màn hình tin nhắn văn bản, bình luận trên mạng xã hội và email tôi nhận được từ những người cảm ơn mình những lời nói tích cực này nhắc nhở tôi rằng tôi đang làm tốt công việc của mình tôi cũng thích mặc quần áo màu sáng bởi chúng thu hút sự chú ý một cách tự nhiên và giúp tôi trông hướng ngoại hơn trong các trường hợp cần thiết hai tôi chú trọng chất lượng hơn số lượng tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi đứng giữa hàng trăm người cùng một lúc tôi thích suy nghĩ thấu đáo với các câu trả lời của mình và đôi khi tôi vẫn phải vật lộn với các cuộc trò chuyện nhóm lớn diễn biến nhanh nhưng không sao cả Tại các sự kiện kết nối, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình không cần phải nói chuyện với mọi người trong phòng. Có những cuộc nói chuyện dài và sâu sắc với hai hoặc ba người sẽ có ý nghĩa hơn là cố gắng có những cuộc nói chuyện ngắn và hời hợt với tất cả mọi người. Tôi cũng tập trung vào chất lượng hơn số lượng trong công việc sáng tạo. Không giống như những đồng nghiệp hướng ngoại của mình, tôi không phải là cỗ máy nội dung có thể đưa ra những ý tưởng mới mỗi ngày. Thay vào đó, tôi tạo ra một vài những bài đăng dài, sâu sắc và có chủ đích hơn trên mạng xã hội ba tôi hạn chế các hoạt động khiến mình kiệt sức bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi với chiếc máy tính sách tay của mình tại một không gian làm việc chung trừ khi tôi ở đó để giao lưu tôi cần nhiều thời gian ở một mình để cảm thấy tốt nhất tôi thích làm việc một cách yên tĩnh trong căn hộ của mình không bị phân tâm họp cả ngày cũng khiến tôi kiệt sức một số là cần thiết nhưng tôi đã phát hiện ra rất nhiều lựa chọn thay thế hữu ích chẳng hạn như sử dụng loom một nền tảng nhắn tin video để chia sẻ ý tưởng và cập nhật với nhóm của mình Điều này đã giúp tôi tiết kiệm hơn 100 giờ họp trực tiếp. Tôi cũng thường chỉ thực hiện các cuộc nói chuyện hoặc phỏng vấn trước công chúng mỗi năm một lần, hoặc khi tôi sắp có một buổi ra mắt lớn. Sau đó, tôi sẽ rút lui vào vỏ bọc hướng nội và tập trung vào công việc kinh doanh của bản thân. Đó là điều khiến tôi cảm thấy tốt và nó đã giúp tôi kiếm được hàng triệu USD khi vẫn có thể sống thật với chính mình. Nguồn: CNBC